Vào những cái giờ cao điểm như này, tôi đã huy động toàn bộ lực lượng của mình tuần tra trên tất cả các lẻo phố để phòng những kẻ cướp, kẻ gian có ý định xấu làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của nhân dân. Đồng chí xem lại các camera hành trình đi. Ok đồng chí ơi, tôi đang check đây. Ok nhá. Alo ạ, 113 xin nghe. Báo cáo chỗ bệnh viện nhiệt đới có một vụ nổ bom. Chúng tôi yêu cầu các anh cử ngay người đến. Ok, chúng ta lên đường thôi. Phải nhanh chóng đến hiện trường vụ án ngay lập tức. Các đồng chí, lên đường thôi. Đồng chí ở lại đây trực nhá. Chúng tôi phải đi có việc cấp bách ngay bây giờ. Ok, đồng chí cứ đi đi. Rồi, ok nha. Lên đường thôi. Chào mọi người, chúng ta đã huy động đủ lực lượng chưa? Được rồi, đã sẵn rồi. Ok, vậy là tốt rồi. Chúng ta nhanh chóng đến hiện trường thôi. Rõ. Thế này là sao? Động cơ của tên này là có ý định gì mà tại sao lại là hắn lại ta lại làm như vậy chứ? Trời ơi, không ổn rồi. Các đồng chí, mau làm nhiệm vụ của mình đi. Rõ. Công việc như sao? Cậu là người chứng kiến sao? Tôi cũng không hẳn là người chứng kiến ở đây. Mọi việc là như thế đấy. Yêu cầu cậu cung cấp những thông tin chính xác để chúng tôi điều tra về vụ việc nghiêm trọng này. Thật không thể tin nổi. Nạn nhân này bị bỏng nặng rồi. Ôi không, mình không thể tin vào mắt mình nữa. Thật là quá là bi thương. Không biết là con số có thể lên đến bao nhiêu người trong vụ này đây. Chào đồng chí nha. Đồng chí thống kê được đến đâu rồi? Tôi cũng đang thống kê đây. Khả năng là nhiều đấy. Bệnh nhân này có vẻ nặng đây. Theo như chúng tôi biết đấy, thì động cơ của tên này chắc là do hắn có thù hằn gì với các nạn nhân ở trong bệnh viện này, hoặc là cũng có thể là do bác sĩ hoặc là y tá. Mọi việc sẽ được sáng tỏ nếu như chúng ta bắt được tên thủ phạm. Tên này đúng là dã man thật. Sao hắn lại nghĩ ra cái trò đấy chứ? Tôi mà bắt được, tôi chắc chắn sẽ bắt được tên này, chứ không phải là tôi mà sẽ bắt được.
Ơ kìa, kia có một bệnh nhân kìa. Tôi ra xem nào. Có lẽ họ sẽ biết gì xem. Này, chị gì ơi. Có vấn đề à? Ôi, nguy hiểm quá. Trời, mình đang định hỏi một số vấn đề nhưng mà nó tấn công mình đây. Ngoài này vỡ luôn cả cửa đây. Mình sẽ nhìn quanh một vòng xem nào, biết đâu hắn còn sót lại cái gì chăng. Hay đây là nơi hắn có thể tẩu thoát nhỉ? Hả? Ơ kìa, anh Lâm. Ở đây là đâu? Tôi còn sống sao? Anh đã hôn mê tầm một tuần rồi đấy. Hả? Tôi đã hôn mê một tuần rồi sao? Mọi việc sao rồi? Chúng ta vẫn chưa thể bắt được tên thủ phạm đấy. Đúng rồi anh ạ, khó lắm. Chúng tôi đã điều tra rất kỹ rồi, nhưng mà không thể nào mà phát hiện được manh mối của bọn nó. Thế còn cái tên bắn tôi sao? Hắn ta chạy nhanh lắm, chúng tôi cũng không kịp trả tay luôn. Sorry đồng chí. May mà được, anh còn giữ được cái mạng đấy. Đúng là mạng anh lớn thật, ăn nguyên cái quả tên lửa đấy mà vẫn sống được. Chúng tôi có cuộc họp đây, chúng tôi sẽ quay lại thăm anh sau. Trong tuần qua, chúng ta đã bắt gặp một vụ án rất là nghiêm trọng. Đó là vụ đánh bom ở bệnh viện nhiệt đới. Vậy mà chúng ta vẫn không thể tìm được hung thủ. Tên này chắc chắn là phải có một động cơ rất là to lớn mới có thể làm như vậy. Nhưng mà tại sao hắn ta đánh bom nhưng mà lại không để lại một chút dấu vích vết gì? Dường như vụ án này chúng ta đang đi vào ngõ cụt mà không thể. Với nghiệp vụ của chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được tên nó. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Lưới trời lồng lộng, không thể thoát được đâu. Xin chào tất cả các cặp con vợ. Ta đã quay trở lại rồi đây. Ta sẽ... Sắp tới, ta sẽ làm một vụ đánh bom còn lớn hơn cả bệnh viện nhiệt đới luôn. Một vụ thảm sát. Nhưng các ngươi có giỏi thì ngăn chặn đi. Tên này to gan thật, hắn dám thách thức cảnh sát chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy cho hắn biết tay đi. Tôi nhận được tin này. Cái gì đây? Hắn hẹn chúng ta ở trước ngõ 347. Mau đến đó thôi. Hắn nói ở đấy, hắn đang... Nếu mà chúng ta không đến, hắn sẽ giết hết người dân ở đó. Tên này thật là quá bỉ ổi. Mau, chúng ta lên đường thôi. Không thể đợi lâu được. Ok nha. Mau lên Linh ơi. Ok Hoàng, đợi tí đi. Linh được. Đợi khi Lâm khỏe lại chúng ta sẽ đi cùng Lâm. Rồi, tôi hiểu mà. Tôi sẽ tìm một đường ngắn nhất để chúng ta có thể đến nơi nhanh nhất có thể. Ok. Có vẻ như chúng ta gần đến khu phố đấy thôi. Quanh đoạn này đúng không nhỉ? Đây đoạn này. Rồi, đỗ xe ngoài đây thôi. Vào lộ mất. Đi thôi. Chà, đây đông dân quá. Bọn chúng đâu nhỉ? Hả? Lần này chúng mày tụ tập đông ở đây à? Hãy xử hết chúng mày luôn. Anh em lên. Cẩn thận đâu Linh. Cậu cẩn thận lắm ạ. Ai tên này?
Lập đi Linh ơi. Cậu sao không? Linh kìa. Mấy tên này nữa. Tao đâu? Có vẻ như ổn rồi đấy Linh ạ. Chúng ta mau gọi cứu thương đến đây thôi. Còn cái tên kia thì tôi vẫn chưa thấy hắn đâu. Tin nhắn nói là hắn sẽ ở đây cơ mà. Không ổn rồi. Ai vậy? Vẫn còn cả địch sao? Cẩn thận đó Linh. Người dám bắn lén sao? Sao? Tôi đã còng hắn lại rồi. Hả? Có cái gì vừa nứt qua đây thì phải? Đó là cái gì vậy? Hả? Hắn kìa. Cẩn thận đó Hoàng. Mau chạy đi. Cái gì vậy ta? Tôi sẽ kiểm tra. Hả? Cẩn thận đó. Tên này, ngươi đấm mạnh vậy. Đỡ đi. Cẩn thận đó đi. Ngươi dám đánh Linh sao? Đỡ đi. Cho ngươi biết thế nào lễ hội. Cú đấm sắp xếp. Tên nhãi danh này dám đánh ta sao? Tên này mạnh quá. Ta đây, cú đập thần thánh luôn, đúng vậy. Tên này mạnh thật, lại còn di chuyển nhanh nữa. Người lầm rồi, ta sẽ kết liễu người ở đây. Không, dậy đánh đi nào. Lại người nhanh lắm cơ mà. Mày làm sao mà đủ tuổi đánh như ta? Nào, đứng dậy đi. Tại sao lại không múa hả? Múa đỡ đây. Người khá lắm tên nhãi con này. Chạy đâu cho thoát hả tên kia? Sao nào ngươi đi đâu? Đỡ đây. Khá quá nhỉ. Xong chưa tên nhãi con. Lâu mới thắng được ta. Hãy đợi đấy. Đánh không lại rồi chạy sao? Một chiến sĩ cảnh sát của chúng ta đã bị thương. Mau gọi cấp cứu đi. Ok, tôi đã gọi rồi.